Rồi, chị xin chào anh chị và các bạn nha. Chị mới vừa về thêm một chiếc Innova Venturer 2019 anh chị. Đây, nước sơn thì còn đẹp long lanh luôn, chạy có 40.000 cây à. Vỏ xe thì còn rất là dày luôn nè. Đó. 660 triệu thôi anh chị. 660 triệu. Đây. Rất đẹp. 40.000 cây. Màu trắng ngọc trai luôn anh chị nha. Rất là đẹp. Nè, mí cản vẫn còn luôn anh chị. Đây. Mí cản vẫn còn. Vỏ xe thì còn rất là dày luôn, 40.000 cây thôi. Đó, bây giờ đi vào trong nội thất nè. Đây, những cái vấn đề cho hàng keo chỉ mọi thứ đảm bảo hết nha. Nguyên zin hoàn toàn. Đó, ghế da mới tinh luôn anh chị. Đây, ghế da là mới tinh luôn. 660 triệu. Đó. Chân ni lông luôn. Camera hành trình luôn. Bọc táp lô luôn. Vô lăng cũng còn đẹp nè. Cần số cũng còn đẹp nè. Đó. Rất đẹp luôn. Thì chiều có tới hai chiếc Venturer màu trắng anh chị nha, một chiếc là biển Sài Gòn và một chiếc là biển tỉnh ha. Thì anh chị có ở Sài Gòn thì cứ bình luận vào phía dưới video, chị gửi cái link của chiếc Sài Gòn cho anh chị nha. Còn anh chị nội tỉnh thì thích thích chiếc này thì liên hệ chiều đến coi ha. Đây. Đó, ghế da mới tinh 400.000 cây à. 660 triệu. Đây, chân ni lông luôn. Ở chiếc này là biển tỉnh ha, còn chiếc biển Sài Gòn cũng đồng giá luôn, 660 luôn. Đây. Đó đây nè. Đó thì anh chị nội tỉnh thì lấy xe này. Còn anh chị nói Sài Gòn thì chiều vẫn có một chiếc biển Sài Gòn luôn, cũng là 660 ha. Còn anh chị nội tỉnh thì liên hệ chiều đến lấy cái chiếc này nè, Venturer Innova ha. Đó nè, ốc cướp mọi thứ nè, đảm bảo hết anh chị nha. Đó, có camera hành trình phía sau nữa nè. Đây, cái bánh xe dự phòng chưa sử dụng luôn chị. Đây nè, chưa sử dụng luôn, gầm phía sau cũng còn đẹp nè anh chị thấy không. Đó, Innova Venturer 2019 nha, 660 triệu còn thương lượng luôn. Đến coi xe bớt thêm anh chị nha. Đây, giá còn bớt á. Có đổi xe luôn. Anh chị nào muốn đổi xe qua chiếc Venturer này cứ chạy xe đến ngay chỗ chiều. Cùng coi, cùng trao đổi anh chị nha. Quá đẹp, 40.000 cây, sản xuất 2019 nha. Đó. 39.000 cây à, chưa tới 40.000 cây luôn. Đó, có màn hình này là màn hình zin theo xe nè, zin theo xe. Đây, cần số cũng đẹp nè, vô lăng cũng đẹp nè. À, để chiều chiều mở cái nắp capo lên, quay cái phần động cơ nhé, quay cái phần động cơ cho anh chị coi. Xe còn quá trời đẹp luôn, 40.000 cây à. Đó thì biển tỉnh anh chị nói tỉnh thì lấy chiếc này này, còn chị nói Sài Gòn đò sợ tốn 20 triệu thì cứ bình luận vào phía video chị gửi cho anh chị cái chiếc Sài Gòn nha. Đây, máy móc nè, nguyên zin nguyên bản, ốc capo chưa tháo luôn chị. Đó, mọi thứ đảm bảo hết cho anh chị nha, mua bán cam kết và đảm bảo cho anh chị nha. Xe không cứng đụng, không ngập nước, không bung đại động cơ gì hết. Bao chết hàng thoải mái luôn. Rồi, cái xe này chiều bán 660 triệu. Còn thương lượng anh chị nha, còn thương lượng. Thôi chiều cũng cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip nha. Chị các bạn đừng đầu vào kênh thì nhớ đăng ký kênh nha. Để tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo về xe ô tô cũ qua sử dụng nha. Chị xin chào nha và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những video tiếp theo anh chị nha.